đẹp thanh hàng để cho anh đi lên và sẽ con tha thiết tin thiết để cho anh ghi thế mày yêu cháu ơi. 你怎么不接周少爷了？他刚进散房睡觉，我哪敢吵醒他呀？所以说，大家就是勉强借鉴一下你的。你要？谢谢了，赶紧过来。泡饭还嫌馊啊？欣欣，请交出你的数学作业。你俩。 老公，图了几个？哎呀，等一下，你可以帮我把这个拿给他吗？里面都是一些家常菜。我还去？我再去我就暴露了。哎呀，你就好人做到底。好了，酒啊。 怎么样？我好像忘了把你脑门的弧度给算进去了。啊？什么意思啊？啊！ 不说干嘛一起去看话剧啊？从今以后我要好好学习，我再也不能说谎。话剧然后。 定好了，回头用电脑发你。还是不是空气？骗子！Yeah，Yeah，Steve。来来来，十一。我还可以告诉你，那女生脑回路是不是太简单？ 好啊，哦，我给你看个东西，别人不知道啊，他肯定是一根精通到底。哎，你这么了解，你不会是喜欢他吧？我喜欢。他上了大学之后更帅了。 我觉得有学长在的地方，连空气都是甜的。
开心，好，甜蜜的笑。
笑，哈哈笑。冰冰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 冰Ừ thì anh ước mơ về nàng người con gái đáng yêu ngỡ ngàng nàng ta như lá ngóc cánh vàng cần nâng niu trước khi lùi. Giữa dòng đời mênh mông khó khăn chỉ cần một giây là xong. Chẳng việc gì là khó khi cần là anh em xung phong. Tiếng dòng sông dài có chi ta phải sợ đất trời. Hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua ngọn cỏ ven đường thôi mà làm saoThank you.